Cô Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, bữa nay á, chắc chiều rồi, học chuột nay học cũng được 3-4 ngày rồi cả nhà. Bây giờ bữa nay em sẽ đi đón chuột, em với con gái đi đón chuột xong rồi đi qua bên quán cô thôn nữ Cà Mau chơi nha cả nhà. Bữa nay quán cô thôn nữ Cà Mau hô bán bánh tráng nướng. Giờ em sẽ rước chuột xong rồi chạy đi bển luôn nha. Em mời tất cả các ông bà, cô chú đi theo cùng em nha. Nay em đi đón trễ cả nhà. Mới đầu là em tính đi đón sớm. Em đi đón sớm xong rồi đặng mà rước chuột rồi đặng đi qua bên cô thôn nữ sớm, cái đầu nhà em có bận việc cái làm cuối cùng em đón chuột trễ. Thì cô thấy rồi, cô thấy hả? Cô thấy chuột, cô thấy rồi. Trời ơi, bữa nay cái đầu một sừng nữa kìa trẻ. Bữa nay cái đầu một sừng hả? Đi qua đây khoa bảo ơi. Hả? Rồi kìa, bỏ ghế bỏ hoài bỏ không vô. Đi lấy cặp đi con. Chuột đi lấy cặp đi. Để đi lấy cặp rồi cả nhà. Mẹ lại đây, mẹ lại đây. Đi đi. Rồi con chào cô đi. Bữa nay không là chuột chưa có thẻ. Hôm nay chuột chưa có thẻ. Rồi. Rồi, chuột lấy dép đi con. Đi lấy dép đi rồi đi chơi với mẹ nữa nè. Rồi. Con có đi chơi với mẹ nữa không? Ừ. Chịu không? Có chịu mẹ đi chơi mẹ không? Mẹ quẩy cho con đây. Mà sao con không quẩy, con bắt mẹ quẩy. Mẹ quẩy cho con. Dĩa này, cắt kia cho vào. Đó đây, cho vào này. Làm biết thì mẹ quẩy cho con đi. Không thụ lòng là được. Mẹ mày con quẩy đi. Con quẩy đi. Con cũng mày mẹ mẹ mang dép chừng nào mới xong. Con được. Rồi đi. Đi. Thôi bây giờ không chơi nữa. Nè chuột ơi, mẹ nói nghe là không chơi, đi mẹ chở đi công chuyện. Đi chơi với mẹ, đi qua bên quán cô thôn nữ Cà Mau ăn bánh tráng nướng đi. Cũng không chịu. Phải. Ôi mang dép luôn, mang dép bò lên luôn. Rồi em đưa gấp đi á. Thôi kìa cả nhà. Dép bò nhanh luôn. Nó phải cho nó chơi nó mới chịu về, còn không chơi nó không chịu về. Lẹ. Lẹ. Ơi á. Này cái gì vậy mẹ? Hả? Cái gì vậy? Cái cầu. Này cái cầu đâu vậy ạ? Cái cầu cô làm á. Trời ơi, bữa nào nó cũng phải đi ra nó tuột kìa. Nè ai cuộc tóc cho con vậy? Hả? Cái cuộc tóc cho con á. Vậy đó hả? Cái vậy nè. Ôi trời ơi. Rồi được rồi, đi xuống. Đi đâu? Đi qua quán cô thôn nữ. Mai mẹ cho chơi, mai mẹ cho chơi. Trời ơi, cả nhà ơi, năn nỉ. Mày mang giá lắm mẹ. Mang dép vô. Thôi đi về, đi về. Trời ơi, đi. Không có bỏ dép nữa. Trời ơi, cả nhà ơi, em phải dí nó. Đi về. Đi ra, coi ra chị ba thả lên xe, lẹ lên. Lẹ đi mưa rồi. Nước nó thằng, bắt nó. Bắt sao? Nghe cô nhìn cô chạy đâu rồi? Xe của mẹ đằng kia kìa. Cô buộc nó, hỏi nó coi. Ai buộc cái chiến vậy? Ai buộc nó cùng cái chiến? Ai buộc cho con? Cô cùng. Con buộc hả? Rồi đi. Để đi. Thôi cả nhà ơi, bây giờ ba mẹ con em chạy qua quanh cô thôn nữ chơi nha cả nhà. Chung quả lên coi. Con chào ông bà cô chú cái coi. Nó khoe cái đùng tóc nó không à. Con chào ông bà cô chú đi. Con chào đi. Rồi thôi đi. Nó thấy được trong kiến, nó thấy nó rồi. Nó thấy này nè, cái đùng tóc nè. Thấy chưa, đẹp không? Đây cả nhà ơi, em qua tới cô thôn nữ, trời mưa cô thôn nữ chạy vô rồi cả nhà. Đây, thôn nữ bán còn mới rồi, cô thôn nữ bán bánh tráng nướng nè cả nhà. Mà em vừa qua với trời ông Lương mua 5 gram á cả nhà, cái cô thôn nữ quá đem vô rồi. Chuột ơi, từ từ chờ. Cô không nữ nước bán sớm giờ được nhiều chưa? Bán được có mấy cái à, tính nghỉ dọn vô nước à. Nếu mà chị mấy cái đi thì chị đem về lấy mấy cái nè. Chục cái đi. Trời ơi, chục cái nước xỉu luôn á. Nước xỉu. Chục cái thì làm cái. Ừ, qua trễ chứ thêm trời mưa cả nhà. Nhắn 5 giờ mà tao qua mới 4 giờ mấy bán rồi vậy. Rồi chuột vào ghế nha. Không.
tại vì linh nói 5 giờ, Linh nói 5 giờ cái xong bắt đầu chị nói 4 giờ là chị đi rước bé này, là rước con chuột nè. Dạ. Rồi xong rồi mình mới chạy qua là vừa, tại chị canh từ bến đây là chị chạy nửa tiếng à. Dạ. Ủa, má rồi. Ủa là em bé, ờ đúng rồi. Bữa nay buộc cái đầu là đẹp trai quá vậy. Cô buộc á, đi học cô buộc á, rước xong rồi chạy về qua đây luôn đó, đâu có về nhà đó. Học hè đó hả? Mới vô học hè nè, mới vô học 3 tuổi học lớp mầm. Gì vậy? Đi học đen không đó? Con đi học không? Con đi học công an không? Cô hỏi con kìa. Con chào đi. Quay phim lên từ từ chút xíu. Có đâu, chị qua đây mới 4 giờ mấy à. Mẹ đi đây, đi bộ đây. Đi bộ đi, rồi đi bộ qua đây 6 giờ luôn. Đi bộ qua đây 6 giờ. Tại trời không chuyển mưa. Nãy bà anh chuyển mịt mù luôn, chị tính nó chắc qua không được luôn á trời. Nó trời xui dữ rồi trời, mới vừa sang đi không mưa. Thì tối quá, mưa quá, nó dọn vô. Ờ. Mà ổng chuyển đâu có mưa đâu. Ừ. Ổng chuyển thấy giờ lâu lắm rồi đó. Ừ. Thấy ổng đau bụng vậy đó, gầm 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 vậy. Ừ. Bé cũng dễ, 2 giờ này ngủ, nó làm tranh thủ lắm mà ngủ mới làm được đúng không? Ờ đúng rồi, làm có bé này là vậy đó, nhà có con nhỏ là vậy đó. Cực như là gì vậy? Giờ thấy quen chuột đi chơi vòng vòng, rồi thấy chuột đi thấy gao thấy gì đó. À, chỉ có vòng vòng đó, chỉ có được cái quay vòng vòng nhiêu đó thôi chứ có quay đâu đâu. Bên chị có giường gì cũng bẩn quá nha. Ừ, giường tại chị thuê chỗ đó đó, đang chị để đồ đó. Hả? Ừ. Chị chồng hay là người ta chồng? Chị chồng á, chị chồng rồi, cái mà chồng mà cũng có chồng được gì đâu. Đi suốt, chồng mới xanh xanh lên cái chị bỏ chị đi. Ừ, nãy giờ gái không được nè. Ê, chuột quậy đó. Dạ mà cô chú các bạn ơi, Linh dọn vô đây chín nước ở nhà ăn mà chị Diệu Ngọc với Ngọc Diệu mua. Ngọc Diệu Vlog mới mua nên là Linh nướng bán cho chị. Rồi chuột vô tới nhà có tô nó chuột quậy luôn rồi. Ăn bánh. Không phải đâu, không phải bánh đâu con. Bánh nghe bim bim nè mẹ. Trời ơi, cái cô luôn. Bánh bim. Bánh bim bim thì ra tiệm mua chứ có, làm gì cô có bánh bim bim. Đi học về rồi ăn bánh bim bim nữa nha. Ăn bánh bim bim nè mẹ. Đi học cũng ăn. Đi con ăn. Chút xíu giờ mẹ mua bánh bim bim cho nha. Con chào kìa, con chào bà cô chú ở bên kênh Cô Có Thôn Nữ kìa. Con chào bà cô chú. Chào tại giờ trời mưa Cô Thôn Nữ cho đấy không được rồi. Con ăn chút chết ra chút xíu. Mẹ nướng cho con đây. Ừ. Con ăn chút mẹ nấu đây. Mấy đây hả, chút xíu. Đợi vô Linh chút xíu. Chán cho con ăn bánh chán nè. Dọn vô rồi nãy cho mấy cái con đây. Ờ. Nãy giờ con đây mẹ. Ơi. Nãy giờ con đây. Lấy giùm con hả, chút xíu đi, của cô thôn nữ mà. Quên con bật đèn lá lên đó gái. Có đèn nãy giờ gái. Ừ nó nãy giờ có đèn mà để nó có thui. Gái không nhận nó không biết gì chứ. Thì cho con đi bộ đi mua bánh đi. Cho con đi bộ mua bánh luôn hả? Xe không à, sao đi bộ được. Ừ đi vô sắt đi. Tại vì hả, anh sắp 5 giờ nát là giờ 40 mét. Ừ tại nghe nhắn tin hô 5 giờ thì mình canh đi chạy vừa qua đây là vừa 5 giờ. Em bé mà 4 giờ mấy á, cái chạy mà mưa cái em dọn vô luôn. Hả? Mưa sợ không có ai, không có cắt nữa. Em dọn. Nướng chục cái xong rồi đi về luôn. Mà giờ đương mưa kìa, đương đầu cái đương mưa kìa. Có mưa không chị? Cái xe kia nãy bỏ mưa là khỏi, cái xe này không biết có trong thùng có không biết nữa. Nãy coi xe này nhớ là không có đâu, không biết trong thùng có không biết nữa. Bánh tráng này là dưới của Linh đem lên hả chị? Hay là mua? Dạ không, bánh tráng này mua mà chợ. À. Nói ta làm bánh tráng nướng rồi ra bán. À. Mấy đứa con nhà chị nó mê món này lắm. Dạ. Thì ngon dễ ăn. Ừ. Mấy bé nhỏ nó mua có 4 đứa đây nè. Mua mười mấy cái ăn. Ờ. À. Ăn xong cái mua nữa, ăn xong cái mua nữa vậy. Đúng rồi, nó ăn gì này nó nóng mà ngon. Mấy đứa con nhà chị nó lâu lâu là nó hay là nó chạy nó đi nó mua về nó ăn nè. Dạ. Mưa con ngồi trước đây nè gái. Thấy nha chuột, con ngồi đây nè chuột. Mưa quá nướng chỉ 4 cái thôi nha. Ừ. Mưa, mưa quá thì à, đi 4 cái rồi đi về nghỉ. Dạ, để em thôi ha, mưa quá. Ừ.
Mưa là ngồi ướt rồi nè cả nhà. Mưa quá các bạn. Nó xui sao á, tới ngày đi cái đổ mưa, không thèm mấy ngày nay trời không đổ mưa trời đâu. Mấy ngày nắng quá trời nắng luôn. Đúng rồi. Mấy ngày nay nắng mới vừa sẵn đi cái ổng mưa. Bữa thấy thấy Linh bán được bữa thì chị mới nhắn tin hỏi Linh có bán không á, bán qua chạy qua chơi. Bánh tráng nước mà chùm nhiễu nước mưa. Chùm nhiễu nước mưa. Hôm nay An không có đi làm hả? Về 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 làm người nghỉ làm luôn hả? Quá trời. Thiệt. Thấy thấy phụ nữ làm công chuyện tùm lum hết trơn mà. Khỏe hơn lương cao hơn ở nhà nhưng mà nó nhà công chuyện nhiều quá là sao bỏ được. Thêm Linh có bé nhỏ rồi, thêm Linh vừa quay cái này nữa, cực cái mồ luôn. À, nhìn này có. À. Sao cắn mẹ? Ngồi đây coi cô thu nữ nướng luôn. Ngồi dọc nước tiếp. Cả nhà thấy chuột có quậy không? Chị chạy qua sao á, chị mua nên là lấy mấy nướng bát nữa lại xin dọn vô rồi đó. Cái cắt liếp luôn, cắt liếp qua đi từ Thủ Đức qua. Sao quá mà ba không mua được cái gì. Đi từ Thủ Đức qua nè, chạy từ Thủ Đức qua. Thì ăn rồi, ăn hết một cây rồi. Còn cho bịch á. Còn cho bịch đâu ra, cô hết rồi kìa. Nên nó nói là còn trong bịch nữa đó. Cô cắt ra nướng cho con nè. Chạy đi, được rồi, đất được rồi, đã muốn hết rồi còn xịt nữa. Cho nó béo, nó ngán. Còn á, nhưng mà nó, tại nó nằm ở trên nè. Đi đâu hả? Đi đâu hả? Cái nhà nó dám chạy ra tới lộ, té. Nó dám chạy ra tới lộ luôn. Đây nè, nó không có ấy. Ê, ê, văng nước. Rồi, dép đâu băng chiếc này. Đi bỏ bịch đi. Cũng cái này về là chỉ được mà tới mấy đứa nhỏ thôi chứ người lớn là không có đâu. Đúng rồi, mưa. Thì đó mưa lớn luôn rồi. Ngồi xuống. Mẹ cơ đâu rồi, cho con nhanh chút. Trời ơi, trời ơi, cho cả nhà ơi. Xa ra, xa ra, đây nè cả nhà. Đây là quay qua chồng bà cô chú một bọn bà cô chú ăn xúc xích đây. Con ngồi ăn xúc xích, ăn luôn cái chén luôn cả nhà ơi. Ngay cái trời mưa. Trời ơi, cả nhà ơi, nó đi mà nó không có luôn, cô đưa rồi cầm nữa nè. Rồi con ăn hết chén chưa? Thôi thổi thổi mà thôi đi thôi, chuột nó mê ăn nè, không thèm đâu, chưa mà chưa hết dễ gì chịu. Trả cho cô đi con, con trả tiền xúc xích nè. Thôi nữa mà có nhiêu đâu, thôi đi. Đây nè, chưa hết chén chưa chịu trả. Cả nhà ơi, đây nè, nó ăn không hết chén không chịu trả đâu, chừng nào hết chén nó mới trả nó mới về. Cách này là cách buộc nó đi vô tới nhà luôn. Em bán cho chị đến chắc cũng được cả 20 cái á. Vậy là tại mưa nè, không mưa là bán được nhiều á. Ờ, mưa là bán được. Em đi ướt cho con, ướt cái mít cho con không? Chắc không sao đâu. Ướt cái mít thì gắn này trước đi. Rồi đi đi về thì thôi, giờ cũng ăn hết đi. Đợi chuột ăn hết cái chén xúc xích rồi đi trả rồi đi về rồi cả nhà ơi. Rồi kìa. Cái gân gân. Cái tóc nữa. Bữa nay đi học cái sao cô buộc cho con ăn nè. Thì con ăn đi. Con cho cầm. Ừ thì con cầm. Trời ơi nó không chịu trả luôn đó. Ừ. Chứ có nghe mua bánh. Mới đi học mà ông này gầu á, đi học là bệnh, đi học là bệnh rồi mà hổm lại mới học có 3 ngày chứ bệnh. Bữa hổm học là bệnh học từng cần lễ cái qua từng sau cái là bệnh bệnh thuốc. Nít mà. Ăn lẹ đi trả cô đi về. Đói á. Đi học xong nước xong mà chạy về đây luôn. Cái này lên đang rửa thấy lên ốm quá hả? Dạ ăn nó bình thường à, mà tại nó không có uống được á, chứ mà trong đứa con cho con bú nữa, sữa nhiều không? Dạ sữa cũng được. Đủ đủ em bú không? Có bú sữa ngoài không? Không. À, vậy cũng được. Dạ. Rồi chị ông này là không đủ sữa bú. Dạ. Ai mới sanh cũng vậy thôi. Ông này là không đủ. Con cảm ơn cô đi. Dạ con bé bye cô đi, con đi về. Bye bye con nha. Con bé bye cô đi. Cái mít của cô, mít kiếm của con nè, con bé bye cô đi. Bye bye con.
con bé bài cô đi. Chào mấy mẹ con. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn con nha. Dạ con đi về. Đừng sao ủng hộ cô. Con. Mai mốt chiều nào có bán nhắn đi, cái đầu chiều chiều chạy qua nữa. Thôi giờ đi về. Ừ rồi. Đó. Rồi cảm ơn nha. Đây cả nhà ơi. Đi qua tới đây mưa rồi, nãy đi không đem áo mưa theo. Cô thôn nữ mới cho mượn áo mưa rồi sắp đi về luôn cả nhà ơi. Dạ. Giờ hai mẹ con em cũng về luôn cả nhà ơi. Hai mẹ con em giờ cũng bận áo mưa xong rồi đi về luôn. Giờ em cũng xin kết thúc clip ở đây luôn. Qua tới đây bị bắt mưa rồi không có phụ được cô. Giờ thôi em đi về luôn cả nhà, em xin kết thúc clip ở đây. Em cũng chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã yêu thương ủng hộ kênh em nha. Ai mới đến kênh em nhớ cho em xin một like. Chuột. Một like. Một like. Một đăng ký. Đăng ký. Một chia sẻ. Chia sẻ. Cho con có tiền. Dạ con có tiền. Con đi học. Con nghèo. Rồi bye bye.